gieo hạt từ tâm, không ganh ghét hơn thua hận thù. Gieo hạt từ tâm, gieo yêu thương chan hòa muôn hương, cùng chia nhau hạnh phúc, cùng chia sẻ vui buồn, đem đến cho trần gian ngập tràn thương yêu. Gieo hạt từ tâm, đoạn trừ hết tham sân mê lầm. Gieo hạt từ tâm, cho trí tuệ rằng người thế giới, để tâm ta bừng sáng, lòng từ bi bao la, cho thế gian bình yên sống trong an lành. Nam mô Quan Thế Âm, Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm, Quan Thế Âm Bồ Tát. Nước thuyền từ bên giang tìm về chốn yên vui. Nam mô Quan Thế Âm, nguyện cuộc đời đẹp tươi, cho tâm con dòng mơ cùng thế giới tam thiền. Nam mô Quan Thế Âm, vui sống với muôn loài. Nam mô Quan Thế Âm, vui sống với muôn loài. Gieo hạt từ tâm, không ganh ghét hơn thua hận thù. Gieo hạt từ tâm, gieo yêu thương chan hòa. Càng ngày thứ hai, tức là nói xấu, tức là khi sinh ra cho đến lớn lên, trong một thời gian nhất định nào đó, vì nghiệp chứa nhiều đời nhiều kiếp của họ, cũng như là cái tâm tham sân si của họ ở cuộc đời này, trong cuộc sống họ tham lam về của cải vật chất, tham lam về tài sắc danh thực thủy trong cuộc sống này, hay là sắc thanh hương vị xúc pháp ở cuộc đời này, cho nên họ chỉ nghĩ cho họ, bo bo lo cho bản thân. Trong khi vô lượng họ nói là gì? Nhận đến bởi con, người thân quen thuộc, bố mẹ, ông bà, một đồng một cắt cũng chẳng có bỏ ra, mà chỉ muốn thu vào thôi. Đó là hạng người này, hạng người sống. Nhưng trong cuộc đời, khi họ gặp một vị minh sư nào đó, hoặc là gặp một cái trận đau yếu nào đó, hoặc gặp một cái sự kiện gì đó quá lớn đối với cuộc đời của họ, và khi đó họ nhận ra tất cả những lòng tham sân hận của họ trước đây, những sự keo kiệt bỏ xẻ tham lam của họ trước đây là sai trái, và khi đó họ bắt đầu ăn năn và hối lỗi. Khi họ ăn năn và hối lỗi thực sự thì không có một việc thiện gì mà họ không làm. Hạng người này Đức Phật nói là gì? Từ chỗ tối mà đi ra chỗ, mà đi ra chỗ sáng. Giống như người mặc một chiếc áo bẩn vậy, mà người đó biết là phải để thấy bạn của mình có một chiếc áo sạch, và người đó hỏi bạn rằng: bạn ơi, tại sao chiếc áo của bạn lúc nào cũng sạch? Và người bạn kia nói rằng: thưa bạn, vì ngày nào tôi cũng tắm và giặt một lần, cho nên chiếc áo của tôi sạch. Và người bạn đó nhìn về mình và bảo: hóa ra vậy, tôi chỉ có biết mặc thôi, tôi không biết tắm và biết giặt đó, cho nên quần áo tôi lúc nào cũng bẩn. Và người đó về và bạn dạy cho tôi cái cách tắm giặt với, giặt xuống với. Và người bạn kia không tiếc lời, không tiếc phương pháp của mình dạy tập thủy cho người bạn của mình cách giặt quần áo. Và người đó học được và về giặt đi, ngày nào cũng tắm giặt một lần. Như vậy các bạn thấy chiếc áo đó có còn bẩn nữa không? Không bẩn nữa. Vậy câu hỏi của bạn lúc nãy đã hé lộ ra 70% câu trả lời gì? Người về gì? Tiểu nhân luôn. Người tiểu nhân khi giàu có biết làm việc thiện, khi mà họ biết làm việc thiện, họ phát tâm thực sự làm việc thiện, có còn ngoài là tiểu nhân đấy không? Tiểu nhân đó là về quá khứ rồi. Từ khi họ biết làm việc thiện thì đó gọi là người, một con người là chân thiện mỹ rồi, chưa được hoàn hảo, nhưng mà họ đã bắt đầu hướng rồi. Khi họ đã cởi chiếc áo bẩn ra mà họ đã giặt rồi, chiếc áo đó tuy chưa khô, nhưng rồi nó sẽ khô. Các bạn
bạn hôm nay ngồi đây cũng vậy. Các bạn tuy chưa là người Phật tử, nhưng rồi đây tôi tin tưởng rằng các bạn trong số này sẽ phải 80% các bạn sẽ trở thành Phật tử. Thậm chí các bạn sẽ trở thành 100% ngồi đây sẽ trở thành Phật tử, nhưng có thể là trải qua nhiều đời nhiều kiếp nữa. Vì sao? Vì cái nhân của Phật pháp hôm nay nó gieo vào ở trong cái tàng thức A Lại Đa của các bạn rồi. Hãy nói cụ thể là gì? Nhân của Phật pháp nó gieo vào trong tâm khảm của các bạn rồi. Và một ngày nào đó nhân duyên một đủ thì cái nhân đó sẽ được ra thôi. Ba học này thì mấy năm sau bác còn muốn đi ăn không? Không còn nữa. Và đến khi đó bác luôn thân là bác luôn thân đi ấy, là bác luôn thân A đi đang chỉ lao động mấy tháng trước và có tóc gà luôn mai sáng để ăn, và hỏi rằng các tại sao tôi nhà tôi bị thiếu tố thì nói thế, nhưng nhà bác thì là thấy cái bình chân như bác nhỉ. Bác đi nói là ấy đấy là do mấy tháng trước là tôi chịu khó để thấy đấy. Và bác luôn thân đi kia khi đó một bạn là gì, là bảo tôi bảo con là thôi từ giờ thì anh quyết thề là không đi chơi bởi cờ bạc để đó tiền chèn nữa, và gia đình chúng ta quyết là gì sẽ cày cấy làm lại những cái thử hồn của chúng ta có thể bỏ mọc nữa, và để cho gì để cày cấy. Và khi đang cả nhà gia đình bác lên đây kia đang thì đang chăm chỉ làm được cày cấy đã đủ ăn chưa, các bạn có thu hoạch chưa? Chưa có thu hoạch. Mà lại đợi cho đến mấy tháng sau, đến khi mà cái luồng gió của mình cái thời đó thì nó không đến lúc mà thu hoạch, thì khi đó mới có thì ăn chứ, đúng không? Tương tự như vậy, nếu mà chúng ta ở trên đời, sống ở trên đời, và khi mà chúng ta gặp nghiệp trước, gặp những sự vất vả khó khăn trong cuộc sống, chúng ta chỉ biết than phân. Ai bảo ăn chay là khổ, ăn chay vui lắm chứ, ăn chay vui lắm chứ. Vì từ bi tâm lòng vị tha, vì thương xót chúng sinh, không lấy sát sinh làm bụi mà dùng trái thánh khí. Bát canh rau ta chấm tương chao, cơm trắng và thật mau, cơm trắng và thật mau. Này cơm trắng ngần bay mùi thơm ngất ngây, lòng mang ơn gì mà ăn trong phu cây cày. Này rau xanh các điểm ác, nguyện làm những việc thiện, nguyện độ tất cả chúng sinh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mời các bạn bỏ lên tư xuống, mở mắt tôi nhẹ nhàng với các bạn. Các bạn hãy tổng hiểu lòng tri ân quán, nếu gieo nhân bác ái vô ưu, sao trái lành quăng cây, đừng mong đến già khi tuổi xuân chớm qua, cùng gieo duyên lành nếu tâm quay về, về nương bóng Phật, nương pháp với thề nương lòng vị tha, vì thương xót chúng sinh,
sát sinh làm bùi, mà dùng trai thanh khiết bát canh rau, ta chấm tương chao cơm trắng và thật mau. Cơm trắng và thật mau này, cơm trắng ngần bay mùi thơm ngất ngây, lòng mang ơn. Amidabat, các bạn muốn biết thông tin về chú tiểu không ạ? Thế bây giờ chú tiểu chào các anh chị sinh viên như thế nào, các cô các chú như thế nào nhỉ? Con chào các chú, các cô sinh viên. Thế bây giờ con giới thiệu về tên của con ạ. Tên của chú tiểu. Con là chú Vinh. Tên là gì? Cậu đến là chú sinh viên. Nghe con đến là chú Minh. À nhưng mà tên là gì Minh? Ôi run quá. Trong một tràng bộ này hát thì không run nhưng mà tổng quần này rất là run. Ami là Phật. À chú tiểu tên là Minh đúng không? Thế họ gì? Họ là Đặng Tuấn Minh. Đặng Tuấn Minh nhỉ? Chú tiểu bao nhiêu tuổi hả? Con 7 tuổi. À con 7 tuổi. Ami là Phật. Bây giờ chú tiểu có thể chia sẻ với tất cả các cô chú sinh viên đúng không? Tất cả mọi người trong hội trường này. Tại sao chú tiểu lại đi tu vào trong chùa? Sao lại đi tu? Hồi xưa con ở nhà ấy, mẹ con với mẹ thì lúc mẹ thì con đi chùa thôi. Buổi tối mẹ uống hôm nào mà cũng uống được. Đi lên chung ạ. Hồi xưa nhà con toàn ăn thịt, sau đấy mẹ ốm. Và sau đấy thì tối nào mẹ cũng lên chùa, đấy là phần tập 1. Bây giờ sang tập 2. Sang lên chùa xong thế nào? Xong mẹ con chờ đi làm xuất ra mẹ con xin thầy ấy. Thế con xin thầy hay là mẹ? Mẹ mong bạn thầy con vào cũng có cụ pháp vân cùng mẹ con không mấy thế. Nhưng mà là con thích đi hay là mẹ bắt con đi? Mẹ con rủ con đi xuất ra. Mẹ con rủ con đi xuất ra. Amin rồi bạn ạ. Thế nhưng mà hôm trước bác hỏi thì sao con bảo là con muốn đi xuất gia giống như thầy và giống như các bác? Tại vì con thấy con muốn cạo đầu chọc. Con muốn cạo đầu chọc ăn như là Phật. Thế ở trường con có ăn chay hay ăn mặn? Con phải bác cô sinh viên có ăn chay. Thế nhưng mà ở trường là bác thầy là ở trong trường có cả ăn mặn, có cả thịt cơ mà, có cả trứng thịt, lúc đấy con làm thế nào? Con chỉ ăn rau. Nên là Phật, con xin chào một tràng pháo tay cho một chú tiểu tập sự xuất gia của nhà chùa. Amin là Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh!
Cơn em bay lạc.
nẻo đường, niềm khát khao trong từng mái trường, lòng người nhớ hằng mong đợi về bên nhau tham dự khóa tu, nhìn thấy nhau thương một tiếng người, niềm ước ao chung một tiếng cười, lòng hân hoan niềm an lành cùng bên nhau khóa tu mùa hè. Lắng nghe lòng tiếng chuông vang vọng bên trong tầng tĩnh tâm không động, nghe tiếng thầy trong giảng đường, lòng an nhiên khúc ca vô thường, bước chân đi bước chân oai nghi, bước kinh hành cõi tâm an lành, bên quý thầy bên các bạn một niềm tin rừng sáng tâm hồn. Bước chân trên mọi nẻo đường, niềm khát khao trong từng mái trường, lòng nôn nao hằng mong đợi về bên nhau tham dự khóa tu, nhìn thấy nhau thương một kiếm người, niềm ước ao chung một tiếng cười, lòng hân hoan niềm an lành cùng bên nhau khóa tu mùa hè. Lắng nghe lòng tiếng chuông vang vọng thức trong tâm tĩnh tâm không động, nghe tiếng thầy trong giảng đường, lòng an nhiên khung ca vô thường, bước chân đi bước chân oai nghi, bước kinh hành cõi tâm an lành, bên quý thầy bên các bạn một niềm tin rực sáng tâm hồn. Lắng nghe lòng tiếng chuông vang vọng thức trong tâm tĩnh tâm không động, nghe tiếng thầy trong giảng đường, lòng an nhiên cũng ca vô thường, bước chân đi bước chân ai nghi, bước kinh hành cõi tâm an lành, bên tiếng thầy bên các bạn một niềm tin rực sáng tâm hồn. Trên mọi nẻo đường, niềm khát khao trong từng mái trường, lòng mong nao hằng mong đợi về bên nhau tham dự khóa tu, nhìn thấy nhau thương một tiếng người, niềm ước ao chung một tiếng cười, lòng hân hoan niềm an lành cùng bên nhau khóa tu mùa hè. Lắng nghe lòng tiếng chuông vang vọng thức trong tâm tĩnh tâm không động, nghe tiếng thầy trong giảng đường, lòng an nhiên khúc ca vô thường, bước chân đi bước chân oai nghi, bước kinh hành cõi tâm an lành, bên quý thầy bên các bạn một niềm tin rực sáng tâm hồn. Trên mọi nẻo đường, niềm khát khao trong từng mái trường, lòng nôn nao hằng mong đợi về bên nhau tham dự khóa tu, nhìn thấy nhau thương một tiếng người, niềm ước ao chung một tiếng cười, lòng hân hoan niềm an lành cùng bên nhau khóa tu mùa hè.
muốn trong tâm tĩnh tâm không động, nghe tiếng thầy trong dặm người lòng an nhiên không ca vô thường, bước chân đi bước chân ai nhìn